Xin chào các bạn và chào mừng đã đến với kênh Spiderum. Đây là bài viết số 4 thuộc series Đầu tư từ đầu nhằm chia sẻ trải nghiệm đầu tư thật của người trẻ, nơi Spiderum và Infina hướng tới phát triển tư duy đầu tư dài hạn lành mạnh. Bài viết Cầm tiền tỷ đi đầu tư, mình biết thêm được gì được viết bởi Mighty Piggy và đăng tải trên spiderroom.com. Mình là Samurice, còn bây giờ hãy cùng bắt đầu nhé. Con người chúng ta tư duy nhanh nhạy trong việc suy nghĩ nhưng thường chậm chạp trong việc thích nghi. Mọi sự thích nghi đều cần thời gian, như là thích nghi với nơi ở mới, thích nghi với mối quan hệ mới, thích nghi với môi trường làm việc mới. Và như mình thì phải thích nghi với việc tài khoản ngân hàng đột nhiên tăng thêm 200.000 đô ngay sau Tết năm 2021. Đó thực sự là một cú home run với chúng mình sau một đợt thử liều bắt đáy crypto vào hè năm trước, khi mà nền tài chính toàn cầu đang chao đảo vì sự xuất hiện của Covid-19. Mặc dù nghe con số này thì cảm thấy thực sự to tát, nhưng trong giới cá mập crypto, những người đã tung đến cả chục tỷ đồng vào thị trường thì số tiền chúng mình thu về như một vài đồng lẻ với họ thôi. Còn với chúng mình thì con số đó thực sự là lớn, bởi vì từ trước tới giờ tuy tổng tài sản tích lũy của mình và vợ đã cao, nhưng đó là kết quả tích lũy của gần 2 năm. Còn con số 200.000 đô này đến một cách đột ngột trong thời gian rất ngắn. Sau đợt chốt lời đó, tụi mình tiếp tục đầu tư thêm vào crypto cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam. Ban đầu là qua các quỹ đầu tư, sau đó là tự giao dịch. Bài viết này của mình không phải là để kể lại lịch sử đầu tư, chi tiết các giao dịch của mình, mà để chia sẻ về những gì mà mình đã rút ra được trong hơn 2 năm vật lộn trên thị trường, từ lúc nó đang thăng hoa cho đến lúc nó trầm lắng như hiện tại. Trước khi đến với những sai lầm còn lại và những dự đoán về thị trường trong thời gian tới, hãy cùng chúng mình đến với nhà tài trợ trong video ngày hôm nay, Infina. Infina là nền tảng tích lũy và đầu tư được tin dùng bởi 1 triệu người, với sứ mệnh giúp nhà đầu tư mới tiếp cận trực tiếp các hình thức đầu tư chính thống với đầy đủ nền tảng kiến thức thông tin để người dùng tự tin đưa ra quyết định đầu tư. Hãy tải app Infina ngay trong đường link ở phần mô tả nhé các bạn. Điều lớn nhất mà mình nhận ra rằng đa số các vấn đề mà những nhà đầu tư Việt Nam gặp phải là họ nhầm lẫn giữa khái niệm đầu tư tích lũy tài sản và tăng thu nhập. Rất nhiều người khi tham gia đầu tư, dù đó có là đầu tư vào chứng khoán, vàng, bất động sản hay tiền điện tử, đều bỏ tiền vào với mong muốn làm giàu nhanh, chứ không phải là giữ tài sản thật lâu và chờ nó tích lũy giá trị. Nhiều người tìm hiểu về đầu tư sẽ thấy ngưỡng mộ các huyền thoại như là Warren Buffett, Peter Lynch, nhưng khi bỏ tiền vào thị trường, họ muốn tìm các tài sản tăng nhanh như là Bitcoin. Các câu chuyện về những người mua Bitcoin ở giá vài chục đô giờ thành tỷ phú, hay bỏ tiền mua đất năm sau bán lời gấp đôi luôn là niềm cảm hứng bất tận cho những người mới gia nhập thị trường. Ham muốn làm giàu nhanh này khiến những người tham gia thị trường đổ tiền vào những thứ không phải là tài sản, giá trị bị thổi phồng bởi những người khác, tổ chức lớn có thể thao túng giá. Những hoạt động kể trên không phải là đầu tư mà là đầu cơ. Bài viết này của mình chỉ muốn chỉ rõ ra những sai lầm của mọi người hay mắc phải khi tham gia thị trường, chuyện của bản thân mình cũng như những gì mà chúng mình đã học được. Hãy cùng đến với phần những sai lầm của các dân chơi. Và đầu tiên là sự nhầm lẫn giữa may mắn và kỹ năng. Đầu tiên, một sai lầm phổ biến là nhầm lẫn giữa may mắn và kỹ năng. Trong cờ bạc, chúng ta có khái niệm may mắn cho kẻ mới chơi để nói về hiện tượng những người mới tham gia chiếu bạc lần đầu thường có 1 đến 2 ván cược thắng lớn. Điều này cũng thường xuyên xảy ra trong thị trường tài chính. Mua lô đất và vài tháng sau bán sang tay lời 30%, gom cổ phiếu mới lên sàn và lời vài chục phần trăm sau một tuần, giữ Dogecoin vài ngày trước khi nó được tỷ phú Elon Musk nhắc đến trên Twitter. Những cú ăn đậm ban đầu này hóa ra lại là một lời nguyền với nhiều người, bởi nó khiến họ tin rằng kết quả đó đến từ thông tin bí mật họ lấy được từ các hội nhóm kín trên mạng hoặc từ kỹ năng phân tích của họ, và họ quyết định đổ thêm tiền vào với hy vọng gặt hái được số tiền hời lớn hơn trong lần tiếp theo. Về cá nhân mình biết một người anh từng thắng lớn trong thương vụ lên sàn của Vietjet hồi 2017 nhờ một cú tất tay liều lĩnh với mức đòn bẩy cao. Anh bạn đã lời hơn gấp 3 lần sau khi gom và giữ cổ phiếu Vietjet trong nhiều tháng sau đó. Số tiền lời giúp anh mua được một mảnh đất để xây nhà và xe máy mới. Sau đợt đó, anh quyết định nghỉ việc và chỉ tập trung trade cổ phiếu, huy động cả tiền của gia đình. Nhưng năm 2018 hóa ra lại là một năm buồn cho thị trường chứng khoán Việt Nam, với mức giảm hơn 25% từ mức đỉnh. Các cổ phiếu mà anh dự đoán sẽ ngon ăn đều giảm, nhẹ thì 20%, nặng thì 70%. Anh đã mất rất lâu để vượt qua cú sốc đó và quay lại tập trung vào công việc chuyên môn. Lần gần đây nhất gặp anh, khi bàn chuyện về đầu tư, anh nói nửa đùa nửa thật: Anh thấy em có tiền mua xe hơi chạy cho sướng chứ đừng bỏ vào chứng khoán. Mua xe ô tô sau 5 năm thì mất nửa giá, nhưng mà 5 năm đó mình có nhiều niềm vui, nó cũng phục vụ giúp ích cho mình. Còn đầu tư chứng khoán, sau 5 năm mất 50% tài sản mà chẳng có gì ngoài cay đắng. Thật là những lời buồn bã từ một người từng mua đất nhờ chứng khoán. Tiếp theo là đầu cơ một cách cuồng tín. Một sai lầm phổ biến khác là nhiều người đầu tư với một tâm niệm rằng điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra, và họ rất tin vào điều đó dù không có kiến thức cũng như là kỹ năng cần thiết để đánh giá tình hình. Nếu các bạn đọc lại những tin tức mới, những chia sẻ của những người trong cuộc trước khi biến cố lớn xảy ra, một câu nói bạn thường bắt gặp sẽ là chuyện đó không thể xảy ra được. Trước khi nước Mỹ rơi vào khủng hoảng nhà đất năm 2008, người Mỹ tin rằng đầu tư mua nhà sẽ không thể lỗ được, giá nhà không thể giảm. Hoặc như cú sập đồng tiền mã hóa điện tử Luna hồi tháng 5, người ta cũng tin rằng thuật toán của nó vững chắc như một pháo đài, không thể có lỗ hổng cho sai sót. Những nhà đầu tư cuồng tín coi thuật toán của Luna như một phát kiến vĩ đại trong ngành tài chính. Ở trong chứng khoán trong nước, nhiều người biết lãnh đạo FLC thao túng giá cổ phiếu nhưng vẫn tham gia giao dịch cổ phiếu này vì tin đó là tập đoàn lớn, nhà nước không làm gì được. Chủ tịch Quyết đã thao túng như vậy nhiều năm nay mà không bị bắt nên giờ sẽ không sao. Cổ phiếu họ FLC không thể bị đánh sập được. Đó là niềm tin của rất nhiều người, bởi nếu không thì tại sao họ lại bỏ tiền vào một công ty mà họ biết rằng đang vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Những sự kiện đau đớn trong lịch sử của ngành tài chính cho thấy rằng những gì người ta nói không thể xảy ra đều đã từng xảy ra trước đây, bởi vì nền tài chính của nhân loại phát triển dựa vào trí tưởng tượng và cảm xúc của con người, và cả hai thứ này đều không hề có giới hạn và không có vùng cấm. Tiếp theo là tin người một cách mù quáng. Phổ biến không kém là nỗi khao khát tìm đến sự an toàn cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều người mất tiền vào thị trường vì tin hoàn toàn vào lời của người khác. Chỉ đầu tư vào những thứ chắc lời, đó là quan niệm của rất nhiều người khi mới tham gia đầu tư. Mặc dù liên tục nói rằng không có rủi ro thì làm sao có lời. Nỗi sợ trong tiềm thức khiến họ đi tìm kiếm những sản phẩm sinh lời tính bằng lần nhưng độ đảm bảo cao như gửi tiết kiệm ngân hàng. Chính điều này khiến họ đi tìm những nhà chuyên gia, tham gia các hội nhóm mà họ tin rằng ở đó có các thông tin bí mật mà người khác không biết, có những hướng dẫn chính xác giúp họ biết khi nào nên mua và mua cổ phiếu nào, khi nào thì nên bán. Trong đầu tư đất đai, họ dễ dàng bỏ tiền vào những khu đất, những khu chung cư bị thổi phồng giá bởi vì họ thấy những người khác cũng làm như vậy. Đám đông tạo cho họ cảm giác an tâm. Tất nhiên là khi cơn bão giá đã đi qua thì đám đông cũng bị kẹt lại, bao gồm cả họ. Bị kẹt với một tài sản không thể bán được nhưng vẫn phải trả lãi ngân hàng đều đều, và mức lãi thì tăng theo thời gian. Cuối cùng là tư duy cờ bạc. Có lẽ sai lầm lớn nhất của một người đầu tư đó là họ cảm thấy nó vui và dẫn tới bị nghiện, cho dù họ không thừa nhận điều đó. Tham gia các cộng đồng đầu tư, cùng tham gia đặt lệnh, cùng chia sẻ thắng lợi, cùng ăn ủi nhau khi mất tiền, cảm giác hồi hộp, canh từng cây nến, rồi vỡ òa khi tài khoản tăng hàng chục %. Và đó là cảm xúc thăng hoa dễ khiến người ta nghiện, đổ tiền vào thị trường, thôi thúc người ta đánh những lệnh lớn hơn. Tất nhiên, khi hết tiền và sự hưng phấn qua đi, tâm trí của những tay chơi này dường như bị tan nát. Tiếp theo là từ đi nhanh sang đi chậm. Về bản thân mình, trong suốt thời gian tham gia thị trường, mình cũng từng mắc phải các sai lầm trên, trừ việc bị nghiện nhá. Sau đợt trúng crypto đó, mình dành thêm một ít tiền để mua thêm một số đồng crypto khác, với hy vọng lặp lại kỳ tích là x8, x10 tài khoản của lần trước. Mình có đạt được điều đó với một số đồng, nhưng mình cũng mất rất nhiều với đồng khác. Mình cũng mất tiền trong một vài vụ lừa đảo chiếm đoạt token, và cũng may là số tiền nó không nhiều. Cuối cùng sau một thời gian, do bị cuốn lại vào công việc nên mình đã dừng các hoạt động trading crypto, bởi vì mình nhận ra rằng bấy lâu nay mình chỉ bị đang cuốn vào một trò cờ bạc nhiều xui rủi, và mình thấy mệt mỏi khi cứ phải ngồi nghe ngóng tin tức từ Mỹ, thức khuya đọc tin cũng như là các phân tích mà sau này mình nhận ra là hoàn toàn không hữu ích. Có lẽ điều may mắn cho mình là mình chỉ thấy một phần nhỏ từ số tiền lời để tham gia vào trò này, nên tụi mình không mất trắng số tiền lời 200.000 đô kia. Phần lớn số tiền lời mình có được dùng để trả nợ ngân hàng, cho khoản vay, mua căn hộ của tụi mình. Như đã nói từ đầu, tụi mình không hề chuẩn bị tinh thần để đón nhận số tiền đó, và nó khiến tụi mình bối rối. Hai đứa đã dành nhiều thời gian để nghĩ xem mình làm gì cho nó hợp lý. Tụi mình đã ngồi bàn với nhau và quyết định trả hết nợ cho ngân hàng. Sau đó, mình chuyển tiền vào quỹ đầu tư như là mua một mã cổ phiếu blue chip trên thị trường. Ngoài ra, việc trả hết nợ cho ngân hàng giúp chúng mình có điểm tín dụng tốt, cũng như mở ra cơ hội sau này để có thể vay thêm cho những khoản đầu tư khác nếu cần thiết. việc giảm bớt và sau này là dừng hẳn các hoạt động giao dịch crypto cũng như trả hết nợ cho ngân hàng đã giúp chúng mình có nhiều thời gian hơn để lo cho công việc cũng như tìm hiểu sâu hơn về bản chất của việc đầu tư. Một lợi ích của việc tham gia về thị trường crypto nó là khiến mình đọc rất nhiều về tài chính toàn cầu, về doanh nghiệp, về công nghệ và đối chiếu trải nghiệm của bản thân với những thứ mà mình đã đọc. Tất nhiên trước khi bỏ tiền vào crypto thì mình có tìm hiểu về đầu tư, nhưng khi đó kiến thức của mình bị phân mảnh và không hề có hệ thống. Nhưng khi tiền của mình được thực sự bỏ vào thị trường thì những khái niệm trừu tượng mình đọc được bỗng trở nên dễ hiểu hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc mình hiểu được về thế giới tài chính cũng giống như khoảnh khắc mình hiểu được những gì đang xảy ra ngoài vũ trụ rộng lớn kia vậy. Cái nhìn đúng đắn về đầu tư. Khi nghĩ về sự rộng lớn của vũ trụ, đọc những cuốn sách về đầu tư, chiến lược phát triển, mình hiểu rằng mọi cuộc vui không bao giờ kéo dài được mãi, rằng những may mắn chúng mình đã tận hưởng trong thời gian qua sẽ không lặp lại. Mình hiểu rằng khi một yếu tố bất lợi lớn xuất hiện thì dù chúng ta có cố gắng đến thế nào thì cũng không thể đảo ngược được tình thế. Hãy đến gặp các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp phá sản vì dịch bệnh Covid-19, có bao nhiêu người trong số họ đã không cố gắng hết sức để trụ lại trên thị trường? Hoặc là đợt tăng giá xăng trong nửa đầu năm vừa rồi, bao nhiêu tài xế công nghệ đã phải dừng hoạt động? Trong một thế giới đầy hỗn loạn như thế này, sự cố gắng của bản thân có thể mang đến cho chúng ta thành công ở mức độ nào đó, nhưng chúng thường không duy trì được lâu dài. Khi nói lâu dài ở đây là mình đang đặt trong bối cảnh tuổi thọ con người, tức là khoảng hơn 20 năm, thậm chí là 30 năm. Nếu bạn bắt đầu đi làm năm 23 tuổi và gặt hái được thành công rực rỡ trong 20 năm tiếp theo, thì lúc đó bạn mới chỉ 43 tuổi và bạn còn ít nhất là 25 cho tới 30 năm, thậm chí là 40 năm tuổi đời phía trước. Liệu bạn có thể chắc được rằng bạn sẽ tiếp tục thành công trong nửa quãng đời còn lại như trước đó không? Trở lại với bản thân mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong 5 năm tới hay thậm chí 10 năm tới với công ty và với gia đình mình. Công ty chúng mình đã may mắn thoát được đại dịch Covid-19, nhưng liệu nó có vượt qua được giai đoạn lạm phát cao như hiện nay không? Liệu nó có chống chọi lại được một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tiếp theo hay là sống sót qua thế chiến thứ 3 không? Đó là lý do loài người phát minh ra khái niệm đầu tư tài chính hàng trăm năm trước với những công ty tiên phong là những công ty bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm hoạt động với phương châm rằng dù điều tồi tệ nhất có xảy ra với bạn, vẫn có những thứ để bạn bám trụ vào và sống tiếp. Chúng ta cũng nên có tư duy như vậy trong cuộc sống. Đầu tư tài chính như là xây dựng một nơi an toàn cho bản thân để trong tương lai, dù chuyện gì tồi tệ xảy ra, bạn vẫn có thứ để nương tựa vào. Đầu tư tài chính là một hoạt động lâu dài bởi nó đòi hỏi chúng ta phải tích lũy những tài sản có giá trị và chờ chúng tăng trưởng dần qua thời gian. Tích lũy cho tương lai. Như vậy, nguyên tắc đầu tư thì rất đơn giản, tích lũy những thứ có giá trị lâu dài. Nhưng khi thực hiện nó, chúng ta thấy rằng nó rất khó bởi vì chúng ta không biết được thứ nào sẽ tiếp tục có giá trị trong 20 cho tới 30 năm nữa. Chúng ta không có đủ kiên nhẫn, chúng ta không may mắn, chúng ta dễ bị cảm xúc chi phối và phạm phải các sai lầm như mình vừa kể ở trên. Điều đó đòi hỏi bản thân mỗi nhà đầu tư có một thái độ nghiêm túc với dòng tiền, một sự kiên trì lì lợm mà khó ai theo được và đặc biệt nhất là biết giới hạn của bản thân. Đối với mình để phần lớn tiền ở các quỹ đầu tư gồm quỹ mở và quỹ ETF và cũng có những thử thách về sự hiểu biết của bản thân bằng cách mua một số cổ phiếu đơn lẻ của các công ty lớn. Mình chấp nhận rằng sẽ có một số công ty không thành công, thậm chí có thể là biến mất khỏi thị trường trong 10 năm tới cùng với tiền của mình. Nhưng đó là rủi ro phải có nếu muốn đạt được mức sinh lời cao. Danh mục đầu tư của mình nhìn chung khá là an toàn vì mình hiểu rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống là gia đình và sự nghiệp, các mối quan hệ với bạn bè và người thân. Nếu có ai hỏi mình lời khuyên về tư duy đầu tư, mình sẽ nói rằng đặt mục tiêu đầu tư là để tích lũy cho tương lai của bản thân và những người thân sẽ giúp chúng ta cẩn trọng hơn cũng như là có trách nhiệm hơn với những quyết định của mình. Đầu tư sớm, đúng cách, đều đặn với tinh thần lạc quan. Mình tin đó là cách tốt nhất để bạn vượt qua các biến động kinh tế, chính trị và đạt được sự thịnh vượng tài chính lâu dài. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì đừng quên đăng nhập vào spiderroom.com để đọc thêm nha. Mình là Samurice và xin hẹn gặp lại trong lần tới. Peace!